Các bạn ơi, cặp đôi hot hit nam em song lưng đã trở lại. Mini show nam em song lưng cơn mưa tình yêu ngày 16 tháng 4 với khách mời là Kiều Oanh. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay đặt vé tại phòng trà Bến Thành nhé. Cơn mưa tình yêu là ca khúc đưa nam em và song lưng trở thành cặp đôi song ca vô cùng ăn ý với quá nhiều cảm xúc dâng trào mỗi khi đứng chung trên sân khấu. Nam em ngày càng khẳng định được giọng hát của cô chính vì cả âm sắc lẫn tình cảm. Nam em hát bồng bềnh, nhẹ nhàng, êm ái như một sự chữa lành trong tâm hồn. Song lưng đa tài, ở vị trí nào anh cũng ghi dấu những ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Không chỉ nghe hát, chúng ta còn được ngắm vẻ điển trai của song lưng nữa. Sự kết hợp của song lưng nam em là sự kết hợp vô cùng tuyệt vời. Đẹp về phần nhìn hay về phần nghe, nam em và song lưng ngoài những màn biểu diễn ngọt ngào khiến khán giả say đắm thì cả hai còn những màn tung hứng vô cùng hài hước. Khán giả ưu ái đặt biệt danh cho nam em và song lưng là nem dừa. Cũng đủ biết họ yêu mến cặp đôi hài hước cùng tần số này cỡ nào. Đặc biệt trong đêm diễn còn có sự góp mạnh mặt của giọng hát khách mời Kiều Anh là một bông hoa nở muộn đang trong thời kỳ tỏa nhát hương. Kiều Anh chắc chắn sẽ là một màu sắc thú vị trong mini show này. Còn chần chờ gì nữa? Đã lâu lắm rồi nam em và song lưng mới có dịp tái hợp trên sân khấu âm nhạc. Có lẽ show này là một show bùng nổ. Các bạn ơi, những người yêu mến nam em song lưng, hãy đặt vé sớm để có được chỗ ngồi tốt tại phòng trà Bến Thành nhé. Khỏi phải nói, khán giả đã vui rần rần rồi. Khán giả viết đề nghị nam em song lưng song ca thêm bài Tình yêu và nước mắt, Cơn mưa tình yêu, đem ca bài Bồng bềnh, song lưng hát bài Nếu em không về, đổi hạnh phúc lấy cô đơn, 60 năm cuộc đời. Mong hai bạn ca bài ngốc, Qua đêm nay, Tình yêu và nước mắt, Hoa nở không màu. Mong đến ngày 16 tháng 4 gặp lại được cặp đôi xinh đẹp hát hay, thích hai bạn qua bài này rất tuyệt vời. Đợi chờ song lưng nam em dài cả cổ luôn, hóng hai bạn quá trời luôn. Xem đôi này cứ ngắm mãi mê, đã cả phần sắc lẫn phần thanh. Các bạn ơi, nhớ ủng hộ nam em và song lưng trên con đường sự nghiệp sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.